Út Nguyệt chào mọi người. Hôm nay ngày 24 tháng 9 mình có một số cây hải châu giao lưu đến mọi người, gồm hải châu núi và hải châu đảo. Cây hải châu núi rất là to. Đầu tiên là cây hải châu đảo mã số 1, giá là 500 bao ship. Cây có hoành thân là 34, hoành tổng là 34, chiều cao là 80, giá là 500 bao ship. Phần B nhất thì to hơn ngón tay cái của mình. Kích thước các thân cũng khá to. Tiếp theo là cầm hải châu mã số 2, cây hải châu đảo, giá là 450 bao ship. Cầm tổng cộng 5 thân, hoành tổng là 29, chiều cao là 85, rễ rất là nhiều. Cụm hải châu mã số 2, giá lên 450 bao ship. Cụm hải châu mã số 3, hải châu đảo, giá là 400 bao ship. Hoành tổng là 30, chiều cao là 70, rễ đế rất là nhiều. Tiếp theo là cây hải châu mã số 4, cây hải châu núi. Hải châu núi lá nhỏ, sông cầu. Cây có khoanh là 23, chiều cao là 66, giá 250 bao ship. Cây rễ rất là nhiều. Tiếp theo là cây hải châu núi mã số 5. Cây có hoành thân là 28, chiều cao là 80. Giá là 500 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã số 6, cây hải châu rất là to. Cây hải châu núi hoành là 48, hoành thân một thân là 30, chiều cao là 1m30. Một cây hải châu cốt rất là to, dành cho mọi người chơi cây bóng mát. Cây hải châu mã số 7, cây hải châu núi, giá là 650 bao ship. Hoành là 29, chiều cao là 86, thì một cốt phần 3 thân. Cây số 7, giá 650 bao ship.
Tiếp theo là cây Hà Châu núi mã số 8. Giá là 400 bao ship. Còn dưới này vẫn là cốt của cây Hà Châu. Cốt mà rất là to. Cây hoành vị trí nó là 20, chiều cao là 55. Rễ đế rất là nhiều. Giá 400 bao ship. Và lô cuối cùng trong list là lô Hà Châu mã số 9, bao gồm một cây Hà Châu núi và một cây Hà Châu đảo. Giá là 400 bao ship. Cây Hà Châu núi bị tét một đường. Anh để giá mềm cho mọi người về chơi. Và một cây Hà Châu đảo giáng bay. Cụm rừng giáng bay. Cây Hà Châu đảo cao tầm 55. Lô 2 cây, giá là 400, bao ship. Xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 098 1950 182. Đây cũng là số Zalo của mình.